Xin chào quý vị khán giả theo dõi truyền hình. Tôi là Hà Linh, người sẽ đảm nhận vị trí hướng dẫn những kỹ năng chơi golf cơ bản trên chương trình dạy golf trên truyền hình phát sóng trên Info TV. Những số trước chúng ta đã có những trải nghiệm thực tế trên sân golf Heron Lake và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại sân tập để tìm hiểu một vấn đề rất quan trọng trong kỹ năng chơi golf, đó là short game. Short game là những cú đánh không đòi hỏi chúng ta phải dùng hết lực, tuy nhiên nó lại yêu cầu chúng ta phải có một độ chính xác cực kỳ cao liên quan đến khoảng cách và hướng bóng. Trong short game thì chúng ta sẽ có 4 cú đánh căn bản nhất, đó là cú chip, cú pitch, cú đánh cut và cuối cùng là cú gạt bóng trên green. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật chipping. Xin mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị, để có một kỹ thuật short game tốt, chúng ta sẽ cần phân biệt được giữa hai thành phần cấu tạo rất quan trọng của đầu gậy, đó là lưỡi gậy và đế gậy. Trong một cái cú short game tốt thì chúng ta sẽ sử dụng phần lớn là đế gậy chứ không phải lưỡi gậy. Trong động tác swing thì chúng ta sẽ cần hơi úp mặt gậy một chút khi tiếp xúc với bóng để cho bóng đi xa hơn, và vì vậy chúng ta sẽ cần giữ độ mở của mặt gậy rất ổn định từ lúc setup cho đến lúc tiếp xúc bóng. Khác với cú swing, khi chúng ta cần mặt gậy úp xuống một chút để bóng đi xa hơn, với kỹ thuật short game chúng ta cần giữ mặt gậy ổn định từ lúc setup cho đến lúc tiếp xúc bóng. Điều này sẽ hạn chế sự tham gia của tay phải, nhất là bàn tay phải và cổ tay phải trong quá trình đánh. Như các bạn có thể cảm nhận thấy là khi tay phải của chúng ta tham gia nhiều vào quá trình đánh, rất dễ khiến cho mặt gậy bị úp xuống và hướng sang bên trái. Điều này là điều chúng ta không muốn trong kỹ thuật short game. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa tay và gậy ra đằng trước, điều chỉnh tay phải. Sau đó sẽ kéo hai cùi trỏ về hai bên sườn của mình. Sau đó chúng ta sẽ cúi xuống và giữ nguyên hai cánh tay ở sát hai bên sườn. Và quý vị có thể quan sát thấy cánh tay trái của tôi không hề thẳng và tôi đã đưa được cây gậy ở vị trí gần như vuông góc với mặt đất. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cần đặt phần lớn trọng lượng của mình về phía bên chân trái. Như trong trường hợp của tôi đây, tôi sẽ cố gắng cảm nhận thấy khoảng 80% trọng lượng của mình ở mép trong chân trái. Điều cuối cùng chúng ta cần lưu ý là quả bóng sẽ nằm ở giữa hoặc thiên về chân trái. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt chúng ta mới cần đưa bóng về gần phía chân phải hơn, và đó là nội dung của những chương trình sau. Và sau đây tôi sẽ tóm tắt lại bài học của ngày hôm nay. Việc đầu tiên, chúng ta sẽ thay đổi vị trí tay phải. Sau đó đưa cánh tay vào sát sườn, cúi xuống. Đặt vị trí bóng vào giữa hai chân. Chúng ta sẽ có trọng lượng, khoảng 80% trọng lượng nằm ở chân trái. Và cú chip shot này sẽ được điều khiển hoàn toàn bằng ngực chứ không phải bằng tay hay cổ tay. Chúng ta đã tìm hiểu những kỹ thuật căn bản nhất để có một cú chip shot đáng tin cậy. Tuy nhiên tôi có một lưu ý nhỏ. Đối với những golfer, khi bắt đầu swing, nhiều người sẽ có thiên hướng sử dụng bàn tay để đưa đầu gậy di chuyển. Và điều này sẽ đưa đầu gậy vào phía sâu bên trong người mình. Và ở vị trí này chúng ta sẽ rất khó để có một sự tiếp xúc bóng tốt. Và vị trí đúng sẽ là như thế này. Khi chúng ta sử dụng quá nhiều cổ tay, sẽ đưa đầu gậy vào đây. Cú chip shot sẽ hữu dụng nhất ở trong khoảng 20 yard đổ lại. Cá nhân tôi sẽ sử dụng 3 cây gậy để giải quyết tất cả các tình huống trong vòng 20 yard đổ lại. Đó là cây pitching wedge, cây gậy số 8 và cây gậy 54. Cùng với một kỹ thuật đánh và thay đổi gậy, chúng ta sẽ thay đổi được đường bóng, điểm bóng rơi cũng như khoảng cách bóng lăn. Cùng với việc nắm chắc những kỹ năng về vị trí tay phải khi cầm gậy, tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có những cú chip shot hiệu quả và đem lại những thành quả tốt hơn trong quá trình chơi golf. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.